Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ mà được sống cuộc đời riêng mình. Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhận thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Ai ước mơ thầy Phật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.